xưa nhá, mình với Vi chơi cũng khá thân với nhau, mọi người biết mà. Xong rồi hồi đấy mình mới vào, mình thấy Vi xinh vãi, Vi tinh túy vãi, Vi thanh thuần vãi, mình thích Vi lắm luôn ấy. Sau khi mình đi xem bói thì anh bảo là sau này chồng mình sẽ ngoại tình và sẽ ngoại tình với Vi. Thế mình ghét Vi luôn. Thao túng tâm lý á? Không ai thao túng được tâm lý của thằng này, hiểu không? Mind of steel. Đợt đấy kiểu hay nói chuyện trong lớp ấy là bố mẹ đã kiểu hay cho rồi. Xong hôm đấy làm gãy thiết kế của bạn. Mình sợ nó mách bố mẹ là mình làm hỏng đồ dùng học tập của nó. Thế là trong suốt khoảng mấy tuần ấy, nó bảo gì mình cũng nghe. Xong rồi mình cứ không, mình cứ định chống cự cả là mách bố mẹ mà. Kiểu bình thường đi mua quần áo thì mình cũng là người khá là kén, nhưng mà các chị nhân viên cứ khen là trời ơi em mặc cái áo này đẹp lắm, đẹp như hoa hậu Thủy Tiên ấy, em xứng đáng được đội Vương Miện. Thế là mình lại mua. Tức là con gái hay có một cái trò là khi mà đi uống rượu đúng ấy, lên bar pub gì đấy mà đang thích một người thì sẽ hay là up một cái story check in. Bước 1, đúng rồi, bước 1 là up story. Bước 2 là đợi người đấy red story của mình. Để anh lên đó. Thao túng mà chúng mình muốn nha, mọi người chú ý nha. Đấy,